Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube bên em. Hôm nay em giới thiệu đến cả nhà cây bông trang tím sen Vĩnh Châu. Một màu hồng tím sen rất là đẹp. Thì nhân dịp hôm nay là ngày 19 tháng 5, kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ. Thì em giới thiệu đến cả nhà cây tím sen Vĩnh Châu, ảnh đang có bông rất là đẹp. Cả nhà cùng thưởng thức nhé. Đây là cây bông trang tím sen Vĩnh Châu. Đây là em quay cận cái bông. Bông khi giờ này gần 6 giờ rồi. Cái màu anh rất là sáng luôn. Đó. Hôm nay thì anh nở rộ cả cây rồi cả nhà. Đó, cái bông nè. Bông rất là thơm nha cả nhà. Bây giờ em ngửi thử. Rất là thơm. Bông này ảnh có mùi thơm nhẹ nhẹ, rất là dễ chịu. Khi buổi sáng thì thơm hơn rất nhiều. Thơm. Nhìn cây, cái gốc cây này cả nhà. Đây. Ở trên này cũng có cái bông. Rất là thơm. Okay. Cái này là gần sát ở dưới chân mà ảnh cũng có bông. Bông của ảnh nở rất là đều. Đây là nhìn từ trên xuống. Cái chân của ảnh lúc nào cũng đỏ nha cả nhà. Cái này là em đang chiết. Em đang chiết thí điểm phương pháp chiết mới sáng tạo. Wow. Cái nụ nè cả nhà. Mỗi đợt là mỗi nụ luôn. Đó. Rất là xây nụ. Chỗ nách lá này có chút xíu mà ảnh cũng có nụ nè cả nhà. Bên đây nhìn qua sáng hơn. Đó là tổng thể cái cây trang tím sen Vĩnh Châu nha cả nhà. Cả nhà xem cái góc của ảnh nè. Góc to bằng ngón tay cái, lớn hơn ngón tay cái của em. Đó, đi lên tới đây. Thoát thân lên 1 gan, 2 gan là 4 tấc thì sẽ có một cái bông. Rất là xây bông luôn. À, lên cao. Xây một vòng cho cả nhà xem. Vậy là nãy giờ em đã giới thiệu sơ lược cho cả nhà cái cây bông trang là tím sen Vĩnh Châu, thơm và tím sen. Cái màu dưới lá rất là đặc trưng. Cái dòng trang thơm anh xuất xứ từ huyện thị xã Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng. Thì bây giờ em kết thúc video ở đây. Thì nhân dịp hôm nay là ngày sinh, toàn thể toàn dân cùng nhau ăn sinh nhật của Bác. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, dồi dào sức khỏe. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh YouTube của em trong thời gian qua. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.